Yến Thi và Lê Nam rất vui khi được gặp lại quý vị trong podcast Thanh Niên, chương trình Nghe Nhanh 6 giờ. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 3 năm 2023, chương trình sẽ cập nhật đến quý vị những tin tức thời sự trong nước và chuyển động quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Thay mặt ekip thực hiện, Lê Nam và Yến Thi mến chúc quý vị một ngày mới tràn đầy năng lượng, làm việc hiệu quả. Sau đây là nội dung chính của chương trình sáng nay. Bắt anh vợ của trùm giang hồ Đường Nhuệ. Lương tiếp viên hàng không ở Việt Nam bao nhiêu một tháng? Cưỡng chế tháo dỡ 6 bungalow lấn biển Phú Quốc. Đến lượt Tổng cục Thuế bị giả mạo để lừa tiền. Một góc nhìn sáng nay sẽ là thông tin về chiêu trò lừa đảo từ thiện mới khiến một nữ nhân viên văn phòng bị lừa gần 1 tỷ đồng. Chuyển động toàn cầu đáng chú ý với thông tin ông Tập Cận Bình đề xuất hòa giải khủng hoảng Ukraine. Ông Putin hoan nghênh. Cùng những tin tức đáng quan tâm khác, ngay sau đây là thông tin chi tiết trong một điểm tin trong nước. Thưa quý vị, hôm qua, ngày 20 tháng 3, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn lệnh tạm giữ hình sự đối với nghi phạm Nguyễn Văn Bình, 47 tuổi, trú tại tổ 7, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, và nghi phạm Phạm Văn Tuân, 32 tuổi, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Nghi phạm Nguyễn Văn Bình là anh trai của bà Nguyễn Thị Dương, vợ ông Nguyễn Xuân Đường, còn được biết đến là trùm giang hồ Đường Nhuệ. Ông Nguyễn Xuân Đường đang chấp hành bản án 22 năm tù, còn bà Nguyễn Thị Dương cũng đang chấp hành án 12 năm 6 tháng tù. Trước đó, ngày 15 tháng 3 năm 2023, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang nghi phạm Nguyễn Văn Bình và nghi phạm Phạm Văn Tuân có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà riêng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ gần 1,4 gam methamphetamine. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Những ngày qua, việc 4 nữ tiếp viên hàng không bị bắt quả tang khi xách hơn 11 kg ma túy, thuốc lắc từ Pháp về Việt Nam khiến dư luận rúng động. Từ vụ việc này, người ta lại càng quan tâm nhiều hơn đến nghề tiếp viên hàng không. Theo tìm hiểu, người muốn làm tiếp viên hàng không cần đạt được nhiều tiêu chuẩn, từ ngoại hình, chiều cao đến ngoại ngữ, khả năng giao tiếp tốt và đáp ứng các kỹ năng an toàn. Bên cạnh đó, mức lương mỗi tháng của tiếp viên hàng không cũng là vấn đề được nhiều người thắc mắc. Theo thông tin tổng hợp cơ bản từ các hãng, lương của tiếp viên hàng không bình quân sẽ khởi điểm từ 4,5 triệu đồng một tháng. Đây là mức lương cơ bản, nếu cộng thêm hết các khoản phúc lợi, trợ cấp thì mức trung bình sẽ nằm trong khoảng là 21 triệu đồng một tháng. Ngoài ra, các tiếp viên sẽ có công tác phí từ 2 đến 10 triệu đồng một tháng, tùy vào vị trí công việc, số lượng giờ bay và hãng bay. Tại Việt Nam, Vietnam Airlines là hãng hàng không có mức chi trả lương cho tiếp viên cao nhất. Thu nhập bình quân của tiếp viên Vietnam Airlines dao động từ 22 đến 25,5 triệu đồng một tháng. Năm 2019, thời kỳ bùng nổ hàng không và du lịch trước khi dịch COVID-19 bùng phát, lương tiếp viên hàng không Vietnam Airlines trung bình là 28,8 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, do những tác động của dịch bệnh nên là năm 2020, thu nhập của cán bộ, công nhân viên của hãng chỉ còn 60% so với năm 2019. Mức lương của các hãng hàng không khác cũng tương đương. Đơn cử, lương tiếp viên của Vietjet Air dao động trong khoảng từ 19 đến 25 triệu đồng một tháng. Bamboo Airways trả cho tiếp viên từ 16 đến 26 triệu đồng một tháng. Jetstar Pacific, trước khi tái cơ cấu trở thành một thành viên của Vietnam Airlines Group và đổi tên thành Pacific Airlines, thì mức lương cho tiếp viên là từ 18 đến 20 triệu đồng một tháng. Trong bối cảnh đại dịch và cuộc cạnh tranh nhân lực ngày càng nóng, mức lương của phi công hay tiếp viên tại các hãng bay khá biến động. Đơn cử đầu năm 2022, để phục vụ kế hoạch mở lại tất cả các chặng bay, Bamboo Airways, Vietjet Air, Viettravel Airlines đồng loạt thông báo tuyển dụng phi công và tiếp viên. Thời điểm đó, Bamboo Airways thông báo tuyển dụng tiếp viên 5 sao với thu nhập lên đến 1.500 đô la Mỹ, tương đương khoảng 34 triệu đồng. Vị trí tiếp viên trưởng là 3.000 đô la Mỹ, tức là gần 70 triệu đồng. Hôm qua, ngày 20 tháng 3, ông Huỳnh Văn Định, trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang thực hiện cưỡng chế tháo dỡ 6 bungalow xây dựng trái phép tại tổ 5, ấp Cây Sao, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Chủ của 6 bungalow này là một người đàn ông 38 tuổi, ngụ quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Theo quyết định cưỡng chế, chủ 6 bungalow phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do đã có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.
Hậu quả do hành vi này gây ra cần được khắc phục là diện tích đất hơn 1.211 m², đất bãi bồi ven biển thuộc nhóm đất chưa sử dụng tại khu vực nông thôn do Ủy ban Nhân dân xã Hàm Ninh quản lý. Quyết định cưỡng chế yêu cầu chủ bungalow khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích đất cho Ủy ban Nhân dân xã Hàm Ninh quản lý. Ông Huỳnh Văn Định cho biết, quá trình cưỡng chế không bị sự phản ứng nào từ phía người vi phạm. Tuy nhiên, việc tháo dỡ gặp nhiều khó khăn do phải làm việc trên biển. Thời gian gần đây, Tổng cục Thuế nhận được phản ánh có một trung tâm nhóm hỗ trợ của Tổng cục Thuế gửi thông báo rằng chậm nhất ngày 31 tháng 3 năm 2023, doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên đăng ký kinh doanh và có thu phí từ vài trăm đến vài triệu đồng. Trước thông tin này, Tổng cục Thuế khẳng định không có chủ trương cũng như là không gửi email hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về việc này. Thông báo đã mạo danh, giả danh Tổng cục Thuế và là hành vi trái pháp luật. Tổng cục Thuế đề nghị người nộp thuế đề cao cảnh giác và kịp thời phối hợp cung cấp thông tin, phản ánh về các hành vi lừa đảo tới cơ quan công an hoặc cơ quan thuế quản lý trên địa bàn. Ngoài ra, người nộp thuế có thể nắm bắt thông tin hỗ trợ được công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế tại địa chỉ gdt.gov.vn. Ông Hứa Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra chuyện hy hữu khi một người đàn ông để lại thư tuyệt mệnh trên cầu Ái Nghĩa rồi về nhà anh trai ngủ. Cụ thể, sáng ngày hôm qua, người đi đường phát hiện ra lá thư tuyệt mệnh với nội dung: gửi vợ yêu, khi anh không còn nữa, mong em cố gắng làm lụng nuôi con. Hẹn em kiếp sau, chúng ta sẽ gặp lại. Kèm theo thư tuyệt mệnh là hai chứng minh nhân dân, gồm một người nam 43 tuổi và một người 38 tuổi, cùng trú tại xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. Nhận được thông tin, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm. Qua xác minh, người đàn ông 43 tuổi chính là người viết thư tuyệt mệnh, nhưng không có chuyện nhảy cầu. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ về hành vi của người đàn ông này. Thưa quý vị, một góc nhìn sáng nay sẽ là thông tin về chiêu trò lừa đảo từ thiện mới khiến một nữ nhân viên văn phòng bị lừa gần 1 tỷ đồng. Mới đây, tổ chức cộng đồng Hội Từ Thiện Trẻ Em Sài Gòn, tên tiếng Anh là Saigon Children's Charity, phát đi cảnh báo một mô hình mạo danh lừa tiền từ thiện tinh vi. Không những làm giả chữ ký và con dấu của tổ chức, các đối tượng còn cài cắm người tự xưng nhân viên ngân hàng phát hành chứng chỉ quỹ. Với việc tạo áp lực bằng các văn bản làm giả, nhóm đối tượng đã lừa được trường hợp chuyển số tiền gần 1 tỷ đồng. Cụ thể, nạn nhân của vụ việc là một phụ nữ 43 tuổi, nhân viên văn phòng ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đang suy sụp vì bị lừa mất gần 1 tỷ đồng trong vòng chưa đầy 24 giờ. Cái lần những cái tiền mà bị lừa là chuyển tổng thể là 8-9 lần gì á, từ thời điểm bắt đầu trưa thứ bảy cho tới tối thứ bảy. Thứ bảy vừa rồi đó, ngày 11 á, ví dụ như ban đầu á, là chuyển 6 triệu, xong rồi 15 triệu, xong rồi 30 triệu, rồi xong rồi 51 triệu, rồi 100 triệu, rồi 200 triệu. Đó, đại khái là nó chuyển, mình chuyển nhiều lần nhưng mà cái số tiền nó chia nhỏ ra á. Một ngày mà chuyển hơn 1 tỷ thì mình có phải xoay sở tiền ở đâu để gửi cho người ta không, hay là mình cũng có sẵn tiền mặt luôn để đó chuyển? Đó là tiền của mình mượn không á. Sau đó là thấy trợ lý viên của nó là tự động xóa sạch cái tin nhắn mà nó đã trao đổi với mình, không biết sao nó xóa sạch được. Mà mình không có xóa, mà mình để đó để làm chứng cứ mà nó xóa sạch. Rồi hai cái người trao đổi với mình nó cũng xóa thông tin luôn. Cắt luôn, nó không liên lạc nữa. Người phụ nữ này cho biết, nhóm lừa đảo đã lập những trang Facebook như Hội Sách Nhân Ái, Kết Nối Yêu Thương, sử dụng tin bài về hình ảnh hoạt động, thậm chí làm giả con dấu và chữ ký ban lãnh đạo của một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm này chạy quảng cáo trên Facebook để tiếp cận nhiều người quan tâm dưới danh nghĩa là tuyển tình nguyện viên. Sau đó, các đối tượng tạo nhóm Telegram lừa tiền người tham gia thông qua các chiêu thức như yêu cầu đóng phí thành viên, sau đó giới thiệu đầu tư để sinh lợi nhuận từ khoản tiền nhàn rỗi. Chung là rất là khủng hoảng tinh thần lắm luôn, tại vì mình không có nghĩ là lại đi lợi dụng cái chuyện mà như vậy để mà lừa đảo á, với lại cái số tiền mình mượn á quá lớn,
tại vì cũng nôn nóng lấy lại cái số tiền mà mình đã chuyển. Đây không phải là trường hợp duy nhất mắc bẫy. Nhiều nạn nhân tại Hà Nội, Đà Nẵng đã liên lạc với Sài Gòn Children's Charity, một tổ chức phi lợi nhuận đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, để báo cáo sự việc. Trước thông tin này, phía Sài Gòn Children's Charity chính thức lên tiếng, khẳng định không có bất kỳ liên hệ nào với những trang giả mạo này. Những yêu cầu quyên góp trên đều là lừa đảo. Giám đốc điều hành của Sài Gòn Children's Charity, ông Damian Robert, chia sẻ, thời gian trước có một số fanpage lấy tên tổ chức để kêu gọi từ thiện. Đơn vị đã báo cáo lên Facebook để gỡ xuống. Tuy nhiên, gần đây có phản ánh rằng có người nghe theo những nhóm hội đó chuyển các khoản tiền không nhỏ. Tổ chức có hơn 30 năm hoạt động này cũng gửi thông cáo báo chí, kêu gọi sự giúp đỡ của truyền thông để phổ biến rộng rãi chiêu thức lừa đảo này. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng hãy cảnh giác và kiểm tra tính xác thực của bất kỳ tổ chức từ thiện nào trước khi quyên góp. Thưa quý vị, mục lướt mạng hôm nay là thông tin về vụ việc đang gây xôn xao mạng xã hội liên quan đoạn clip ghi lại cảnh người đàn ông hành hung một bé trai ở Hà Nội. Theo nội dung đoạn clip được đăng tải trên Facebook, người đàn ông đánh liên tiếp vào đầu khiến cậu bé ngã ra đất. Chỉ sau khi người lớn chạy vào can ngăn, người đàn ông mới dừng lại. Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra tại thôn Bạch Thanh, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. Ủy ban Nhân dân xã Hòa Thạch cho biết công an địa phương đang xác minh làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, ngày 11 tháng 3, bé trai 14 tuổi xảy ra mâu thuẫn, xô xát với một bạn cùng lứa khi cùng chơi đá bóng. Sau khi về nhà, bé trai bị ông nội của người bạn tìm đến nhà hỏi chuyện và tấn công. Gia đình đã đưa em đi khám tại bệnh viện ở Hà Nội và may mắn em không bị thương tích nặng. Những ngày qua, việc nhiều YouTuber tìm đến nhà làm phiền nghệ sĩ Hồng Nga được chia sẻ và thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là những ai yêu mến nghệ sĩ Hồng Nga. Đây sẽ là thông tin đáng chú ý trong một điểm tin giải trí. Thưa quý vị, thời gian qua, nhiều người tới chỗ của nghệ sĩ Hồng Nga để xin được phỏng vấn, quay hình. Tuy nhiên, vì nữ nghệ sĩ cần được nghỉ ngơi, đồng thời trí nhớ của bà không còn minh mẫn, nên người thân không muốn cho xuất hiện trên bất kỳ kênh thông tin nào. Anh Vĩ Khang là con nuôi của nghệ sĩ Hồng Nga cho biết, mặc dù đã từ chối, nhưng những người này không chịu về, khiến sinh hoạt của nghệ sĩ Hồng Nga và người nhà bị đảo lộn. Chưa dừng lại ở đó, việc một tài khoản đăng tải thông tin sai lệch trên YouTube với nhan đề như nghệ sĩ Hồng Nga qua đời vì thương nhớ Vũ Linh khiến đồng nghiệp bàng hoàng, làm gia đình lẫn cư dân mạng không khỏi bức xúc. Nhiều người không hài lòng và mong có biện pháp răn đe để hạn chế các hành động câu view bất chấp, trục lợi cho bản thân. Nghệ sĩ Hồng Nga, sinh năm 1946, là nghệ sĩ gạo cội của cải lương miền Nam. Bà gây ấn tượng với khán giả nhờ các tác phẩm như Tô Ánh Nguyệt, Đời Cô Lựu, Duyên Kiếp, Nửa Đời Hương Phấn. Sau đây là những tin tức quốc tế đáng chú ý trong một chuyển động toàn cầu. Thưa quý vị, hãng tin Reuters đưa tin, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói rằng đề xuất của Bắc Kinh về giải quyết khủng hoảng Ukraine phản ánh quan điểm toàn cầu và tìm cách hóa giải hậu quả, dù ông thừa nhận điều đó không phải dễ. Trong bài viết trên tờ Rossiyskaya Gazeta của nước Nga trước chuyến thăm Moscow, nhà lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi chủ nghĩa thực tế về vấn đề Ukraine. Theo ông Tập Cận Bình, giải pháp hòa bình cho tình hình Ukraine cũng đảm bảo sự ổn định của chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có bài viết trên tờ Nhân dân Nhật Báo của Trung Quốc, bày tỏ hy vọng về chuyến thăm của ông Tập. Ông hoan nghênh việc Trung Quốc sẵn sàng làm trung gian hòa giải vấn đề Ukraine, cũng như sự cân bằng đối với những sự việc xảy ra ở Ukraine, hiểu về nền tảng và nguyên nhân thực sự. Hãng AP đưa tin, một nhóm các tay súng vừa xông vào một mỏ vàng do người Trung Quốc điều hành tại Cộng hòa Trung Phi, sát hại 9 người Trung Quốc và làm 2 người khác bị thương. Vụ tấn công xảy ra sáng sớm ngày 19 tháng 3, vài ngày sau khi các tay súng bắt cóc 3 công dân Trung Quốc tại phía Tây Cộng hòa Trung Phi, gần biên giới với Cameroon. Thi thể của các nạn nhân được đưa đến thủ đô Bangui. Giới chức địa phương cho hay họ đang truy tìm hung thủ, nhưng từ chối bình luận thêm.
Tiếp theo là dự báo thời tiết tại các khu vực trên cả nước từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Tại thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, trời có mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Còn ở phía Đông Bắc Bộ, trời nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, ngày nắng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, trời có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, còn nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ, trời có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất là từ 22 cho đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ. Thưa quý vị, đến đây thời lượng nghe nhanh 6 giờ của podcast Thanh Niên cũng đã hết. Thay mặt ekip, Yến Thi và Lê Nam xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chương trình trong những phút vừa qua. Quý vị cũng đừng quên khung giờ quen thuộc là 6 giờ sáng mỗi ngày trên mục podcast tại địa chỉ thanhniên.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Còn bây giờ, Lê Nam và Yến Thi xin chào tạm biệt. Chúc quý vị một ngày mới thật nhiều sức khỏe và thành công.